Hey, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Bách Thời. Và hôm nay thì mình sẽ show cho các bạn cùng xem, chia sẻ các bạn một cái lô cá mà mình mới vừa lên. Lô coi size trung các bạn, size tầm khoảng 20, một gang tay của mình các bạn, 20 trên 20 thì nó tầm khoảng cỡ đó. Không quá lớn nhưng cũng không nhỏ nha các bạn. Thì size nó tương đương khoảng từ 3 đến 4 con một ký, hoặc là có một số con thì nó size hơi nhỏ không xíu thì khoảng 5 con một ký. Thì trung bình là khoảng 4 con một ký ha các bạn. Đối với các bạn nào đã theo dõi kênh video của mình từ trước đến giờ thì các bạn có lẽ đã rành cá bên mình rồi. Còn đối với một số bạn nào mà các bạn chưa biết cái dưới kênh của mình á, thì hãy theo dõi video của mình. Và ngoài ra thì mình cũng có cung cấp các dòng cá koi từ size mini, size 5-6-7cm một con cho đến 15 con một ký. Thì size đó tầm khoảng đâu đó dưới 20cm, nó tầm khoảng từ 10-15cm một con các bạn. Và các size lớn ví dụ như 30-35, và có một số con vượt size thì tầm khoảng 40. Thì đó là những cái size cá mà mình xuất ra cho các bạn. Các bạn cứ cập nhật video của mình để khi nào mình có lên cá thì mình cũng sẽ show cho các bạn cùng xem. Để các bạn, nếu các bạn ưng ý thì các bạn ủng hộ bên mình nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào trong vèo, vào trong cái ao dưỡng cá để mình show cá cho các bạn cùng xem nha. Đây nè các bạn ơi, đây chính là lô cá mà mình đang lên nè các bạn ơi. Trời ơi, các bạn ngắm thử coi nó xuống, nó đã, con mắt gì đâu. Trời ơi, mình còn thấy mê á, mặc dù mình là người bán cá nha, mà nhìn cho mình vẫn còn cảm thấy mê, cảm thấy xuống, con mắt gì đâu á. Các bạn thấy không? Trời ơi. Đối với các dòng cơ bản như các bạn cũng thường biết và thường thấy ha, như là Yamabuki Ugon nè, màu vàng, vàng tươi, một số em platinum trắng, trắng trong sáng tinh khiết, lấp la lấp lánh ánh kim cương, trắng như ngọc trinh, xinh như hoa hậu ha. Rồi có một số em thì Sanke hay là Showa, và một số em thì Kohaku trắng đỏ huyền thoại, một số em cọp Kyushiri các bạn, và một số em Karashi hay là cái gì quên mất rồi, Gomoro, Ochiba, có một số em màu đen thua các bạn, mà đó là màu gì quên rồi, Magoi. Vâng, thì cái cá này thì size trung như mình đã có nói từ đầu ha. Thì size nó tầm khoảng trên đâu đó trên 20cm, và số ký thì khoảng 4-5 con một ký. Đối với một số size hơi nhỏ hơn thì nó cũng khoảng nhỏ hơn xíu, thì khoảng 4-5-6 con một ký. Một số em lớn hơn thì tầm khoảng 3 con một ký. Và cái size này thì mình đã nuôi nuôi lâu hơn, tuyển lựa là một lần nữa kỹ hơn đối với các size 15 con một ký, size nhỏ dưới 20cm mà mình đã có chia sẻ các bạn. Mình nuôi khá là lâu hơn mà để cho nó đạt được cái kích cỡ này. Thì ở giai đoạn này thì cá đã tương đối đã đang đã và đang dậy thì cho nên là màu thì nó cũng đã được nổ ra, nó cũng đã được hiện ra rõ hơn hơn là những cái con mà size 15 con một ký. Các bạn có thể cảm nhận theo cách của riêng mình ha. Rồi thì có một số em phụng nữa đó các bạn, phụng hay là bướm gì đó mình không biết á. Tuy nhiên thì cái vây bơi hay là cái tay bơi của nó sẽ dài, nhìn thước tha. Đối với một số em này thì các bạn nuôi trong hồ kính á, hồ kiến các bạn, các bạn nuôi trong nhà, nuôi trong hồ kiến á, thì nhìn nó bơi rất là sướng mắt ha, nhìn như là tiên giáng trần từ trên trời rớt xuống mà nó bơi phơi phới phơi pháy vậy đó các bạn. Rồi các cái dòng cơ bản thì các bạn có thể chiêm ngưỡng nhìn trực tiếp ở trên clip, và đây là mình quay bằng điện thoại iPhone cho nên là màu nó như thế nào thì cá nó sẽ như vậy. Mình không có bật chế độ chỉnh màu, cũng không bật chế độ lựa tình nha các bạn. Có một số bạn thì lúc trước có một anh bình luận comment ở dưới là cho mình xem clip cá thật đi, đừng chỉnh màu. Thì mình cũng hơi ngơ ra, mình không hiểu là chỉnh màu là sao. Thì sau này mình lên mạng mình tìm hiểu thì mình biết thì ra là mình dùng chế độ chỉnh màu, tăng màu để cho con cá nó được tươi, nó được đẹp hơn so với bản gốc của những con cá. Thì cá bên mình thì không có, bởi vì mình quay bằng iPhone ha. Có một số em tan chô đó các bạn, và một số em cụ giặc cụ. Mấy em này thì như mình đã có chia sẻ thì màu đã được nổi lên, đã được hiện lên khá là rõ rồi. Thì các bạn lấy về, các bạn
đem về các bạn nuôi thì một thời gian sau nữa thì nó sẽ vượt size hơn nữa. Đây không phải là size cuối cùng của nó nha các bạn. Các bạn nuôi thời gian sau nữa thì lớn size hơn nữa, nó được tầm khoảng 3, 4 hoặc thậm chí là 50 luôn, thì vẫn có thể đạt được kích cỡ đó. Tùy theo các bạn cho ăn, chăm sóc, chế độ nước, nôi và lọc, bộ lọc vân vân các kiểu. Nói chung là tất cả các điều kiện cho cá phát triển ổn định hết thì các bạn thì cá nó sẽ lớn theo ý, theo cái size kích cỡ tối đa mà nó có thể đạt được. Cá bên mình theo lý thuyết thì nó là F1, tuy nhiên thì mình vẫn chấp nhận nó là cá Việt nha các bạn, cho nên thì màu sắc nó mới như vậy. Các bạn có yêu cầu, có ủng hộ, có thích cá bên mình thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0969102271. Mình không tiện báo giá ở trên clip này bởi vì có một số vấn đề liên quan. Các bạn nào chơi cá thì các bạn thông cảm và hiểu cho mình nha. Ngoài ra thì bên mình cũng có cung cấp các cái loại coi nhỏ hơn và cũng như là lớn hơn những con coi này, như là size 15 con 1kg hoặc là size 5-7cm một con để các bạn thả ao, và những cái con coi lớn hơn nữa. Các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ với mình. Tại bên mình thì đặt số lượng có thể là từ 2kg trở lên hoặc là 4kg trở lên thì mình sẽ gửi cá cho các bạn. Các bạn vui lòng hiểu cho mình nha, bởi vì đường xa, gửi xe xa cộ, xe cộ xa xôi các thứ thì tính ra chi phí gửi xe thì nó cũng như vậy thôi. Cho nên là các bạn chuẩn bị một mớ kinh phí cho hơi tương đối chút xíu đi, rồi các bạn đặt cá bên mình thì mình gửi, hoặc là các bạn có thể đặt và nhờ mình lựa giùm. Các bạn cứ ghi đơn theo cầu rồi mình sẽ lựa giùm và mình sẽ gửi cho các bạn theo đơn của các bạn mà các bạn đặt trước. Các bạn tin tưởng ủng hộ thì mình sẽ gửi cá cho các bạn thôi, bởi vì mình làm ăn thì không bao giờ mà để cho các bạn phải buồn phiền hay là mất uy tín với các bạn đâu. Vấn đề bơm hàng thì mình chỉ bị bơm thôi chứ mình không bao giờ bơm các bạn. Các bạn tin tưởng các bạn chuyển khoản trước hoặc là liên hệ trực tiếp với mình thì mình sẽ giao cá cho các bạn theo đơn. Ok, xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Clip của mình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share, subscribe kênh cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình, cũng như là để cập nhật những lô coi mới nhất và cập nhật những thông tin mới nhất về cách nuôi coi, cách chia sẻ coi theo niềm đam mê của các bạn nha. Bye bye.